Chào các bạn, trên tay mình đang là cái chiếc máy in HP Photo Smart Plus B210A. Đây là cái chiếc máy in tất cả không trong một của HP và được hãng bán với giá khoảng 3,3 triệu. Thì vì là một máy in tất cả không trong một nên ở đây chúng ta có cái máy scan cũng như là chức năng photocopy và cái khe giấy ở đây để in. Thì chúng ta có cụm điều khiển ở đây. HP không sử dụng bất cứ nút cứng nào ngoài trừ cái nút nguồn. Toàn bộ những cái này đều là phím cảm ứng, đặt màn hình cảm ứng và các phím cảm ứng ở đây. Thì ở mặt trước chúng ta có cái khu vực cụm điều khiển, khe đọc thẻ memory stick, thẻ SD, thẻ EMC, cái khay giấy ở đây. Thì cái khay giấy này khá là đặc biệt, bạn có thể nhấc nó ra. Ở đây chúng ta có khe đựng cái giấy nhỏ, giấy photo hoặc là bì thư, cái gạt này để đỡ ảnh. Thì ảnh thành phẩm sẽ đi ra theo đường trên này. Và cái giấy để được in sẽ nằm ở đây. Tổng cộng là có 3 cái đường. Ở phần trên này thì bạn có thể thấy là HP đã sử dụng một số cái vân chìm mà họ thường hay sử dụng trên máy tính xách tay, mà tất cả đều là nhựa bóng rất là dễ bị chảy. Quay lại mặt sau một chút thì ở đây chúng ta có cái cổng USB để kết nối và sạc ở đây. Ở cái khu vực này thì không có gì cả, bạn mình gỡ cái phần này ra. Gỡ cái này lên để thay mực. Thì lúc này cái khay mực sẽ tự động chạy. Máy sử dụng 4 cái hộp mực, 4 hộp. Cái hộp mực đen này bạn có thể thay bằng cái cục nhiều hộp mực, một hộp mực lớn để tiết kiệm hơn. Đây là 3 cái bộ màu. Cái phần màn hình điều khiển này có thể chỉnh theo nhiều cái góc khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ở đây chúng ta có cái giao diện điều khiển gốc của Photo Smart Plus B210A. Khi mà bạn thấy là cái đèn sẽ sáng lên tùy vào ngữ cảnh. Ví dụ như trong cái trường hợp này thì chúng ta chỉ có thể điều khiển 3 chỗ, 2 chỗ thôi, là nút Home và nút Back. Còn các nút Cancel hay là Head chuyển qua chuyển lại với các trang đã bị hủy đi rồi. Chúng ta có thể cập nhật sản phẩm online, tức là máy sẽ tự kết nối vào mạng và tải các bản firmware mới về. Phần kết nối mạng, ở đây mình đang kết nối vào mạng tinh tế.vn để chúng ta thử hai cái chức năng là ePrint và AirPrint của máy. Các thao tác điều khiển rất là đơn giản, thật sự rất là đơn giản, ai cũng có thể xài được hết. Phần app này là một cái tính năng đặc biệt của các máy HP có AirPrint, ePrint theo tiếng Anh, là HP sẽ cài một số cái chương trình, ví dụ như là QuickForm hay Sudoku. Thì QuickForm là một số cái biểu mẫu mà chúng ta in ra dễ dàng, hay là Sudoku là một số cái game tùy theo cấp độ nó sẽ in ra cho chúng ta chơi. Có rất là nhiều cái ứng dụng khác nhau ở trên trang web của HP cho bạn chọn. Đây là phần kết nối mạng, đây là phần web service. Thì ở đây chúng ta sẽ mở hoặc là tắt tính năng AirPrint. Đây là cái địa chỉ email, chúng ta sẽ có một cái địa chỉ email duy nhất. Và khi mà bạn gửi bất cứ cái file đính kèm nào về địa chỉ email này thì nó sẽ in. Các định dạng hỗ trợ là định dạng Word hay là Excel hay là PDF, hình ảnh, v.v. Khi mà máy setup á, khi mà máy setup thì nó sẽ in ra cái tờ giấy này và bạn sẽ nhập cái tờ này vào, thì sẽ có địa chỉ email, bạn email về đây. Bạn có thể thiết lập
cho máy email. Chị nhận. Tờ này đẹp hơn. Bạn có thể thiết lập cho máy nhận bất cứ file đính kèm nào cũng in ra, hoặc là chỉ in ra khi mà thỏa một số yêu cầu nhất định. Thì cái địa chỉ này có thể thay đổi được. Bây giờ thì mình sẽ thử cái chức năng e-print của máy. Cái địa chỉ email ở đây, mình sẽ gửi cái file đính kèm này đến cái chương trình, đến cái địa chỉ đó. Thì đây là địa chỉ email, thì gửi từ bất cứ địa chỉ nào. Lúc này thì máy sẽ bắt đầu gửi đi. Bạn thấy khi nào mà cái cục này, phần này biến mất thì máy đã gửi xong. Bây giờ thì mình sẽ in cái bức hình này ra, có nút print ở đây. Thì máy sẽ tự động quét và nhận ra có một cái máy HP PhotoSmart ở đây. Thì có một bản hay là nhiều bản, mình in một bản thôi. Lúc này thì máy sẽ bắt đầu in, chúng ta hiện lên Print Center ở đây. Thì có một tài liệu đang trong trạng thái chờ. Trạng thái chờ để in. Đó, bắt đầu là in rồi. Máy đang quay, bạn có thể nhìn thấy thời gian chịu tính vì mình in cái giấy chất lượng cao. Trong trường hợp này thì máy tự động dùng cái khay in nhỏ, giấy nhỏ chứ không dùng giấy lớn. Đây là bức hình của chúng ta đã được in xong. Đây là cái thẻ nhớ. Thì mình sẽ thử gắn vào cái đầu đọc thẻ này để xem cái chức năng đọc thẻ của máy. Thì mình thấy là ngay lập tức máy đã hiện là đang đọc. Mình sẽ bỏ cái tờ giấy này vào. Máy phát hiện ra là có 14 cái bức hình. Đấy. Mình sẽ in thử một tấm, ví dụ như là tấm này đi. Preview. Nó cho chúng ta chỉnh sửa trước khi in cái định dạng in nào. Layout mình chọn A4 rồi. Bỏ cái loại mắt đỏ đi. Cho hiển thị ngày tháng luôn. Rồi, back lại. Bấm vào nút in là máy sẽ tự in. Cho lúc in thì chúng ta có thể chọn thêm nhiều tấm nữa. Nhưng mà thôi. Quay trở lại, máy đang in rồi. Tốc độ ra thì giấy hơi chậm, nhưng mà chất lượng in thì vừa nãy bạn cũng thấy là khá là tốt. Đây bạn thấy cái đèn, nó báo là đang đọc thẻ, chúng ta có ánh sáng nhấp nháy ở đây. Khi mà cho giấy vào á, thì bạn nhớ là úp cái mặt in xuống dưới. Đây là cái mặt không in thì nó sẽ đưa lên trên, bởi vì giấy sẽ cuộn ngược trở lại qua đầu khuôn và đi ra ngoài như thế nào chiều này. Nên cái mặt in là mặt này sẽ được úp xuống dưới. Vẫn hơi ẩm một chút, nhưng mà hoàn toàn có thể sử dụng ngay. Thông thường thì bạn không nên chạm như vậy. Ở đây là chúng ta có chất lượng in rất là tốt. Để đây, chúng ta sẽ để lên đây. Rất là đẹp. Đây là cái tấm hình e-print vừa nãy. Thấy chất lượng in của cái máy này B210A khá là cao. Rồi, xin cảm ơn.